Chào các bạn nhé. Nay mình quay lại với các bạn về cái con máy Hitachi CPTVK3005. Mình quay buổi tối cho nó đẹp. Con này sau khi thay cái cáp xịn của nó, cáp thì thấy nó đẹp hơn rất nhiều luôn. Đẹp. Mình quay lại. Con Hitachi này giá rất là hợp lý mà rất là đẹp luôn. Phải nói là nó cực kỳ đẹp. Đây, chúng ta sẽ xem cái kênh này. Đó. Đây là mình đang kích loa lên nhé. Đây. Đây. Đây là cái bóc này. Và mình cho lên một cái loa của con guitar. Loa này cũng nhập nội địa nhé, dành cho guitar. Âm ly cho guitar. Đó. Con máy Hitachi này sau khi mình xem thử vài tiếng thì mình thấy nó đẹp. Nó có một cái đẹp riêng của Hitachi. Mà thấy hình của nó rất ok luôn. Mình sẽ chiếu gần cho các bạn xem. Đây là con này đỉnh thật. Con này độ của nó là HD cộng mà nó hỗ trợ đến 1600-1200 gần full HD. Và hình nó đẹp. Cái màu của nó sáng. Cái màu tươi cái mức nó trung tính, nó tươi vừa phải. Nhưng cái độ sắc. Độ sắc của những chữ này. Chữ rất là sắc, ảnh nó sáng kiểu nó không quá rực rỡ mà nó rất là sáng, nó không lịch, đẹp, cảm giác như mình xem cái tivi suy nó gam màu kiểu đó. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Đây mình quay mình tắt mình đập một cái bóng ở sau cho bạn xem. Con này rất là giá bình dân 7,5 triệu, xem đá bóng thì thôi rồi. Đấy, mình xem đá bóng nhưng mà nó bắt bản quyền. Mở những cái kênh và những cái YouTube này thì khả năng nó sẽ không mất. Với tiếng Việt thì chuyên máy chiếu siêu gần. Dạo này chuyên máy chiếu siêu gần. Hai model là Epson và Hitachi. Epson màu của nó thì rất là đẹp và nó rực rỡ, nó có kiểu đẹp riêng. Những cái độ sắc cùng phân khúc nhé, cùng độ tương phản cùng độ phân khúc thì con Hi này nó sắc, nó nét hơn một chút, nó nét hơn bởi vì nó hỗ trợ cao hơn con cùng phân khúc của Epson. Màu Epson nó rực, nó tươi rực, màu con này nó tươi vừa phải đó, thấy không, hoàn toàn đẹp luôn. Đây là mình đang quay bằng cái máy Samsung nhé, Samsung Note 8. Các bạn cứ để chế độ 2K, các bạn xem khi vào cái YouTube của mình các bạn để chế độ 2K. Bởi vì mình đang quay 2K ấy. Mình đang quay 2K các bạn để 2K. Bạn xem còn lắng kẻ. Càng video gốc của nó nét bao nhiêu thì được xem nó càng sướng. Nét thật. Đó, là tập kè. Nói chung là chấp nhận được. Xem nói chung là nó rẻ chứ không nhất thiết phải đến Full HD thì nó giá tiền cao. Full HD thì nó toàn mấy triệu. Thấp nhất nó siêu gần thấp nhất cũng tầm 6-7 triệu. Con này thì bằng chưa đến nửa tiền. Nó xấp xỉ khoảng, mình cũng xem Full HD, mình cũng bán Full HD thì con này nó được khoảng tầm 90% còn cái khuôn này.
nói chung là mình xem đứng khoảng cách tầm khoảng 2.5 mét thì các bạn ok luôn. Thì xem cứ khoảng 2.5 mét máy chiếu nó quá to. Đây là cái màn hình, đây nó khoảng độ khoảng gần 100 inch. Đây chỗ này nó chắc khoảng tầm 90-95 inch. Thì thường là mình giới hạn, mình kéo ra chút nữa thì nó sẽ lên đó. Nó chiếu này nó phù hợp với khung cảnh nhiều nhà mình, có thể mình dịch ra được khoảng tầm 20 inch nữa, nhưng mà thôi không dịch đó. Phải nói là chiếu lại các bạn cái con Hitachi này đấy, nó từng cái chữ này nó sắc, nó gọn. Hitachi này khi mở thì nó khoảng tầm độ 3 phút nó mới lên tối đa, nhưng mà khi tắt thì các bạn tắt và cũng để chờ đúng 3 phút cái quạt nó mới ngắt đi. Quạt được ngắt. Mình vừa quay ca cộng khả năng bắt bản quyền rồi, vừa ca cộng rồi thì bạn là nó chỉ có mấy giây nhưng mà nó bắt, còn những V1 thì nó không bắt, V1 V2 thì nó không bắt. Kênh nguồn gốc của Tây bây giờ nó cũng nét hơn. Quay lại một chút thôi, hôm nay ngày thứ 7 rảnh rỗi là quay lại một chút về cho các bạn cùng xem cái con Hitachi này nó đẹp. Phải nói giá bình dân 7.5 triệu nhưng mà nó rất là đẹp. Xem bóng, kéo bóng ok gia đình hoặc là quán cà phê thì thôi đỉnh nhau. Con này thì các bạn cứ xem còn tầm khoảng tầm một cái phòng khoảng tầm 80 m², một cái không gian 80 m², các bạn xem. Ok luôn. Đấy, như cái phòng này là mình nó tầm độ gần 40 m², xem thì nó quá đỉnh rồi. Và nếu mà con này nó có thể kéo dài lên 120 inch, các bạn xem 80 m², quán cà phê các bạn xem, quán cà phê bóng đá anh em còn hò hét hát hò các kiểu xem ok rồi. Bạn nào có nhu cầu có liên hệ 0934337337 nhé, mình đáp ứng hết các bạn. Cứ comment có gì các bạn comment ở dưới. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh tiếng Việt, có cái đồ gì mình sẽ cho lên đó. Xin chào các bạn.